Xin chào mọi người, mình là Mỹ Uyên, chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Cười đau ruột với những kỹ thuật hiếm thấy khó tìm trong bóng đá. Trong bóng đá đỉnh cao, giữ bóng trong chân khi trận đấu đang diễn ra đã khó, nhưng với những cầu thủ dưới đây, họ còn có thể kiến tạo ngay khi đã nằm xuống sân. Messi, Dele Alli hay Benzema đã có những pha bóng nỗ lực cá nhân khiến cổ động viên bóng đá không khỏi trầm trồ. Cùng Mr. Zero điểm qua những pha bóng kỹ thuật hiếm thấy khó tìm trong bóng đá nhé! Nếu thấy video hay, hãy cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo! Những pha bóng kỹ thuật luôn là điều mê hoặc người hâm mộ môn thể thao vua. Ở những trận túc cầu hấp dẫn, việc phô diễn các kỹ thuật cá nhân là điều cần thiết bởi nó không chỉ thể hiện được đẳng cấp của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp mà còn đem đến cho các cổ động viên yêu thích môn thể thao này những màn trình diễn mãn nhãn. Không những thế, ở các trận cầu căng thẳng, những pha xử lý bóng kỹ thuật đôi khi còn tạo nên những tình huống dở khóc dở cười, đem lại những giây phút thư giãn cho người hâm mộ bóng đá. Trăm nghe không bằng một thấy, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng những pha bóng kỹ thuật hiếm thấy khó tìm cùng Mr. Zero và chắc chắn chúng sẽ khiến các bạn cười đau cả ruột đấy. Messi đã sắm vai người hùng của đội tuyển Argentina khi ghi bàn vào phút bù giờ trên chấm phạt đền để tránh thất bại trước Uruguay ở trận giao hữu Tel Aviv, Israel. Nhưng tình huống xử lý gây phấn khích nhất của M10 ở trận đấu này lại không đến từ cú sút trên chấm 11m. Thay vào đó, anh khiến mọi người phải thốt lên đầy kinh ngạc khi rê bóng qua 5 cầu thủ Uruguay. Các cầu thủ áo trắng đã bao vây tiền đạo mang áo số 10 và ép anh ngã xuống sân sau khi vượt qua 3 cầu thủ đầu tiên. Nhưng bằng một cách nào đó, Messi vẫn kịp rướng chân giành bóng ngay trước mặt Martin Caceres trước khi xoay người khiến cầu thủ đối phương lỡ trớn. Sau đó, anh vẫn kịp chuyền bóng thành công cho đồng đội trong vòng vây của 5 cái bóng áo trắng. Phút 72 trận đấu giữa Liverpool và Newcastle, Mohamed Salah điền tên mình lên bảng điện tử bằng bàn thắng từ pha phối hợp xé toang hàng thủ đối phương. Thế nhưng, người được nhắc đến nhiều nhất không phải cầu thủ Ai Cập. Cái tên nhận cơn mưa lời khen là Roberto Firmino với pha kiến tạo vô cùng đẳng cấp. Nhận đường chuyền từ chính Salah, tiền đạo mang áo số 9 với vai trò làm tường đã khống chế bóng nhạy cảm bằng chân phải và dùng chân trái giật gót kiến tạo cho người đồng đội của mình, trong thế đối mặt dễ dàng ghi bàn. Pepe, bom tấn đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal, có vô số những pha xử lý vô cùng đẳng cấp. Đơn cử như một tình huống ở phút 79 trong trận đấu với Burnley, số 19 đã dùng kỹ thuật của mình để biến hai cầu thủ đối phương trở thành trò hề. Có bóng trong chân, anh nhanh chóng tạo ra cú lừa rất ấn tượng. Cụ thể đang rê bóng, Pepe bất ngờ ngoặt ngược lại phía sau, khiến một cầu thủ Burnley lỗ đà, đồng thời xỏ háng Benme, một cầu thủ khác của Burnley. Benme chỉ còn biết đứng như tượng sau khi bị tiền đạo người Pháp làm nhục trên sân Emirates.
lại thêm một màn trình diễn ấn tượng của Firmino. Cụ thể ở trận thắng 4-1 của Liverpool trước Rennes tại vòng bảng Champions League, Firmino tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng của mình trong lưới chơi tấn công của lữ đoàn đỏ. Phút 25 của trận đấu, cầu thủ người Brazil đã có một cú Rabona ấn tượng, loại bỏ sự kiềm kẹp của hai hậu vệ bên phía Rennes trước khi tạo điều kiện cho Sadio Mane băng xuống đối mặt với thủ môn Jurgen Klopp. Ở những tình huống như thế này, có thể thấy Firmino cũng mang trong mình phẩm chất của một vũ công Samba đích thực. Bernardo Silva đã từng khiến người hâm mộ tại Etihad một phen nức lòng với pha solo đi bóng cực kỳ kỹ thuật trong vòng vây ba cầu thủ của Tottenham Hotspur. Một mình tiền vệ người Bồ Đào Nha Rejac khiến cho cả Lamela và Danny Rose hay sau đó là Ndombele cũng chẳng thể lấy được bóng trong chân anh. Something I must confide. I know I said that it'd be fine. I know I made it look like it'd be alright. But I think I learned my lesson, and I'm not gonna let you out of my sight. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light. And it might taste bitter when your answer ain't God. Sở hữu kỹ thuật cá nhân thường thừa, Cristiano Ronaldo luôn mang đến cho người hâm mộ của làng xúc cầu những màn biểu diễn mãn nhãn nhất. Và đây là một trong số đó. Trong một trận đấu với Atletico, Ronaldo lắc léo đi bóng qua liền một lúc 4 cầu thủ đối phương. Siêu sao người Bồ hoàn tất pha rê bóng đẳng cấp bằng cú sút sở trường. Đáng tiếc là cú dứt điểm đó lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Nhưng bao nhiêu đó thôi cũng đủ khiến nhiều người không khỏi trầm trồ rồi. Ở pha bóng này, Hoàng Huy Chan nhận bóng từ đồng đội rồi quyết định xâm nhập vòng cấm Liverpool. Góc xử lý bị thu hẹp và phải đối diện với Virgil van Dijk. Tưởng như tiền đạo người Hàn Quốc đã hết phương án, nhưng anh khiến nhiều người bất ngờ với cú ngoặt bóng tự tin, khiến van Dijk đang chuẩn bị cho một cú tắt bóng lại bị đánh lừa hoàn toàn. Sau khoảnh khắc biến trung vệ sừng sỏ của Liverpool thành trò hề, Huy Chan tung cú cửa lòng về góc xa đem về bàn thắng cho Sam Wood. Khán giả trên sân của Dion ngày 2 tháng 11 năm 2019 đã chứng kiến một màn trượt băng nghệ thuật đỉnh cao đến từ Mbappe. Cụ thể ở một tình huống bóng sắp lăn ra khỏi đường biên, cầu thủ trẻ người Pháp đã nỗ lực hết mình để ngăn chặn điều đó. Tiền đạo sinh năm 1998 lướt một đoạn dài trên mặt cỏ như diễn viên trượt băng nghệ thuật để cứu bóng. Sau đó, cựu sao Monaco còn sỉ nhục cầu thủ bên phía đội chủ nhà bằng pha xỏ háng đẳng cấp. Chỉ trong vài giây, số 7 PSG đã có hai tình huống để đời. Ở một trận đấu thuộc vòng 6 La Liga hồi tháng 6 năm 2019, Real Madrid đã đánh bại đối thủ Osasuna với thành tích giữ trắng lưới. Đáng chú ý, người giúp kèn kèn trắng không để thủng lưới ở trận đấu này không phải Courtois, thủ môn đang không được lòng các cổ động viên của đội bóng. Thay vào đó, người đứng trong khung gỗ Real là Alphonse Areola, thủ môn gốc Philippines chuyển đến từ PSG, và thủ môn Đông Nam Á đã gây sốt với một pha bắt bóng rất điều nghệ. Từ một đường treo bóng hướng đến khung thành, Areola nhảy lên đỡ bóng rồi khống chế gọn gàng bằng một tay. Hình ảnh này khiến nhiều người liên tưởng đến các vận động viên bóng rổ hơn là những thủ môn trong bóng đá.
Lewandowski đã bước sang tuổi 31, bằng tuổi anh, nhiều cầu thủ đã không còn đủ sức để duy trì phong độ đỉnh cao, thậm chí đã tính đến chuyện treo giày. Còn với tiền đạo người Ba Lan, anh vẫn đang gánh vác hàng công Bayern. Anh không chỉ là một sát thủ săn bàn mà còn đóng vai trò kết nối, làm tường, kiến tạo bằng những kỹ năng hiếm có của mình. Điển hình là pha khống chế bóng kỹ thuật này. Thực sự mà nói, đối với Lewandowski, đẳng cấp đã làm lu mờ tuổi tác. Các bạn vừa cùng Mr. Zero chiêm ngưỡng lại hàng loạt những pha bóng kỹ thuật hiếm thấy có tiềm trong bóng đá. Pha bóng nào khiến bạn ấn tượng nhất? Hãy chia sẻ cho Mr. Zero biết bằng cách comment ngay phía bên dưới clip nhé. Đừng quên nhấn like, share để ủng hộ cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. That the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah.